OK, hello xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay xin chia sẻ với anh em một cách chạy quảng cáo Facebook Ads mới nhất tháng 10 năm 2021. Thì với cái thời điểm hiện tại thì những anh em có người mới, anh em bắt đầu chơi với Facebook thì anh em cần chú ý. Thứ nhất, với anh em người mới là anh em nên cần có là mua view hay mình gọi là mua link Facebook đã xác minh danh tính để anh em chạy quảng cáo là OK nhất. Em hình dung nhỉ? Đấy là trường hợp một, chúng ta sẽ mua con via xác minh danh tính để chạy quảng cáo. Thì nhiều bạn sẽ có hỏi rằng là cái con nick Facebook chính chủ của chúng ta, nick Facebook của các bạn lập ra thì có chạy được không? Có, nhưng mà tuy nhiên các bạn cũng theo mình là các bạn không nên dùng. Thì cách ở đây là nick chính chủ đúng nhỉ? Nick chính chủ thì chúng ta là tạo fanpage thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ share quyền quản trị hoặc quyền biên tập viên cho con nick via xác minh danh tính về để chúng ta chạy quảng cáo. Cái tiếp theo, vấn đề tiếp theo đó chính là một là chúng ta sẽ sử dụng nick Facebook xác minh danh tính. Ở đây thì trường hợp là chúng ta sẽ lưu ý chúng ta nên đi mua. Cái thứ hai là trường hợp là chạy quảng cáo bị bypass tài khoản quảng cáo không đa, thì ở đây rất đơn giản, nếu như các bạn đã mua con via xác minh danh tính thì khi các bạn chạy quảng cáo các bạn bị đa bên thì các bạn chỉ cần vào phần vào chất lượng tài khoản đấy, và kháng bên là xong. Kháng bên là nó sẽ về em nhung nhỉ, và chất lượng tài khoản và kháng bên là nó sẽ về. OK, thì nếu như anh em chưa biết cái thao tác như nào thì có thể xem thêm những cái video trên kênh YouTube mình hướng dẫn anh em khác. Đó, thì đây là đối với anh em người mới theo cái lời khuyên của mình, đó là chúng ta lên làm. Cái tiếp theo, cái số 3 là nếu như chúng ta chạy quảng cáo là tin nhắn thì là chúng ta nên sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân. Thì ở đây là mình cũng khuyên thật là anh em nên mua tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe. Đấy, tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe. Thì tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe như nào thì mình sẽ có những cái video chia sẻ tiếp theo, hoặc trên kênh YouTube mình đã có video rồi thì anh em hãy mua những con tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe. Thì ở đây là chúng ta sẽ không sử dụng, điều ý là không sử dụng trực tiếp cái con cái tài khoản quảng cáo cá nhân của cái con viên của cái link Facebook chúng ta mua về để làm gì, để chúng ta tránh cái trường hợp bị đai và không kháng lại được. Chúng ta hãy nên mua tài khoản quảng cáo cá nhân của con khác, chúng ta add vào và chúng ta chạy. Sau một thời gian, sau khi những cái con tài khoản quảng cáo cá nhân mà chúng ta mua ấy nó OK rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang chạy trực tiếp trên con tài khoản quảng cáo cá nhân của con viên, thì nó sẽ OK hơn, nó sẽ an toàn hơn và tránh được cái trường hợp là bị chết. Rồi, đây là cái trường hợp với người mới. Còn với những cái bạn gọi là người cũ, những bạn đã kinh nghiệm rồi ấy, thì chắc hẳn là các bạn sẽ biết cách để chúng ta xác minh danh tính. Các bạn biết cách là biết tự xác minh danh tính đúng không ạ? Thì tùy các bạn muốn làm nào làm. Đấy, nhưng mà nếu như các bạn đang gặp cái trường hợp là bị đai nhiều đúng không, và áp dụng những cái cách của mình không thành công ấy, thì các bạn hãy thay đổi cho mình. Thứ nhất, một là thay đổi môi trường set cam. Cái thứ hai là thay đổi content, đặc biệt là sử dụng video để quảng cáo. Đó, thì chúng ta lên sử dụng video để quảng cáo thì nó sẽ chạy bền hơn, lâu hơn. Đấy, tại vì sao? Tại vì anh em chạy hàng thời trang, chạy hàng giày dép, chạy những cái hàng mặt hàng gọi là không vi phạm, nhưng vẫn nghĩ nó hàng sạch ấy, chứ không phải đâu. Thật ra nó vi phạm rất là nhiều. Đấy, nó thuộc vào hàng nhái. Nếu như anh em vẫn muốn chạy ảnh thì chúng ta cần đầu tư một vài tài nguyên chất. Thì ở đây đó chính là ví dụ mình có thể gọi là tài khoản quảng cáo low limit, không giới hạn, hoặc là BM xác minh doanh nghiệp đấy, hoặc là BM kháng
đấy anh em dùng nhỉ, hoặc là tài khoản quảng cáo 5M8 đấy, anh em nên đầu tư những cái loại này để anh em chạy thì nó sẽ ok và nó ổn định hơn rất là nhiều so với việc chúng ta là chạy những cái tài khoản mới, chạy tài khoản có cái ngưỡng chi tiêu một ngày thấp. Thì cái điểm tín dụng, tại vì sao nó thấp? Bởi vì cái điểm tín dụng của nó thấp, cái điểm tín dụng với Facebook ấy nó thấp, cho nên là nó được cái ngưỡng chi tiêu thấp. Còn những cái con viên đã chốt thì nó sẽ có những tài khoản quảng cáo ngưỡng cao, bởi vì nó đã thanh toán, đã có lịch sử và cái điểm của nó với Facebook là cao đó. Thì đây là cái lưu ý với mọi người, đó là cách chạy của cả Facebook để chạy được thì kể ở toàn bộ cái phần này, đó chính là cái khâu chuẩn bị tài nguyên đó. Còn nên cam như thế nào thì video này xin phép mình không nhắc tới. Tiếp theo là phần nữa là phần kháng cáo. Phần kháng cáo thì anh chị em chỉ cần lưu ý là chỉ cần có một con viên xác minh danh tính trong vòng 7 ngày thì chúng ta có thể kháng được rất nhiều thứ. Nào là thứ nhất, một là kháng tài khoản quảng cáo, hai kháng pet, ba kháng bm. Đấy, kháng bm ở trường hợp là các bạn chạy và bm nó bị vô hóa, nó bắt là xác minh danh tính, sau đó nó cho kháng bm thì anh em có những con viên như này là anh em kháng về ok. Với cái số 3, anh em cần lưu ý một chút là cái con viên cần phải được log in trước vào bm và cái con viên đấy chưa hề xác minh danh tính, thì khi mà bị BM bị khóa và bắt chúng ta xác minh danh tính thì nó mới cho kháng BM lại. Thì anh em sử dụng cái tốt xác minh danh tính cho con VIA thì nó mới tỷ lệ là kháng BM về mới cao. Ok, thì nó chỉ đơn giản thôi. Thì tất cả những phần này thì anh em truy cập vào đâu? Truy cập vào facebook.com cái sự Ocalpali, tức là vào chất lượng tài khoản của thằng Facebook và anh em sẽ kháng cáo. Anh em muốn kháng cáo gì thì anh em hãy vào đấy. Ví dụ ở đây mình sẽ chia sẻ với anh em. Ví dụ như cái con này, một cái con VIA đã bị hạn chế quảng cáo thì chúng ta sẽ vào đây Facebook Ocalpali. Đấy, anh em kháng cáo, anh em muốn kháng cáo cái gì đây? Đúng không ạ? Thì anh em cứ kháng cáo thôi. Thứ nhất, chúng ta cần nếu như chúng ta kháng cáo chúng ta bấm vào đây. Đấy. Thế nó bắt chúng ta xác minh danh tính thì chúng ta xác minh danh tính. Đấy, còn vào bếp chúng ta bấm vào đây, chúng ta vào phần bếp. Bếp đây không có, nhưng mà đây nó có một số bếp mình chạy quảng cáo thì nó cái con viên này nó không là quản trị viên thì nó hiện đây, đây có đang hai cái bếp đăng bài này, mọi người thấy không, hai cái bếp đăng bài thì để kháng cáo hai bếp này thì bắt buộc là phải làm quản trị viên thì mới kháng cáo được. Thì chúng ta chỉ cần bấm vào chúng ta kháng cáo thôi. Đấy, nếu là quản trị viên thì cái nút yêu cầu màu xanh này sẽ sáng là được. Chúng ta chỉ cần con tất cả chúng ta muốn kháng cái gì thì chúng ta đều phải thông qua cái chất lượng tài khoản này, nó nằm ở cái đường link facebook.com cái xưởng Ocalpali. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho anh em là biết được cái cách làm, nó bước đầu thôi là đến cái khâu chuẩn bị. Chúng ta cần chuẩn bị, muốn chạy quảng cáo thì chúng ta cần có tài khoản quảng cáo và cần có tiền. Thì cái khâu đầu tiên là tài khoản quảng cáo thì chúng ta nên chuẩn bị như này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.